Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là giáo sĩ Trung Nghĩa là đi phần Vinh. Con là Phêrô Trần Văn Quang, con được hái ơn Chúa chờ bán cho con. Năm tháng 3 2017 thì con bị đau tim là ra Hà Nội cả, mà thì bác sĩ nói là về chuẩn bị để mổ. Một tim thì con sợ quá, thì con đi vào giáo điểm tin mừng thì con nhờ cha cầu và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con mua một cái đài về. Nghe từ đó khoảng 5 tháng cho 6 thì bệnh sẽ bước chân mai đến dư thì là được khoảng 80%. Chứ con đã Hà Nội kiểm tra 2 lần rồi thì họ nói là ổn định rồi. Là một là phân tích. Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai. Ơn thứ hai thì con là vừa rồi là tháng 3 2017 là khám tuyển là trùng đi nước ngoài. Nhưng sau đó rồi là về là đi khám là họ nói men gan cao 140. Rồi là bác sĩ nói là cái đấy là không đi được. Nên con cũng lo sợ, con đi vào đấy thì xin cha cũng cầu nguyện cho con thì con đi được là vì sắp ra đi khám thì cha nói là điện thoại thì cha sẽ gặp. Thì con điện thoại về cho con cha gặp có trao đổi với con là con cứ vững lòng tin mà đi. Có chùa sẽ an bài cho, không ai chừa được cho con đâu. Thì con đêm nay là ra Hà Nội, sáng mai khám thì là bên gán trở lại bình thường, chẳng có gì cả. Con cảm ơn cha và cả anh chùa và cảm ơn cộng đó. Chúa thật là rất và xin cả. Đây gửi tặng cho thằng con của anh, nó đang đi, đang biển, nó đang ở đâu? Dạ, con đang ở làm ở bên Hàn Quốc cái nhà. Bên Hàn Quốc, anh gửi cho nó cái máy giúp tôi nhé. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để gửi tất cả sang Hàn Quốc để loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót. Anh gửi hết sang Hàn Quốc cho tôi nhé. Để cho Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên gặp gỡ nhau trong lòng thương xót Chúa nhé. Không còn Nam Bắc phân ly. Hallelujah. Rồi, mời anh. Con